Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình với những thông tin trong nước và quốc tế mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngay khi mạng xã hội lan truyền thông tin phát hiện một cụ bà ăn xin ở Nam Định có chín bao tiền, chính quyền và người dân nơi đây đã lên tiếng nói rõ sự tình. Cụ bà ăn xin gây xôn xao mạng xã hội. Tối 13 tháng 5, nhiều trang mạng xã hội đăng tải thông tin phát hiện một cụ bà ăn xin ở khu vực chợ Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, có 9 bao tiền lẻ. Bài viết còn kèm theo hình ảnh nhiều người trẻ tuổi hỗ trợ cụ bà kiểm tím số tiền trải đầy trên sàn nhà. Bên dưới bài đăng, cộng đồng mạng để lại vô số bình luận tiêu cực về cụ và gia đình. Nhiều người cho rằng cụ bà lợi dụng tình thương của người khác kiếm đến 9 bao tiền, một số tài khoản còn ước tính số tiền cụ bà phải là hơn 100 triệu đồng song song là sóng chỉ trích một vài người nhận là người cùng làng lên tiếng giải oan cho cụ bà tài khoản thìn lê ở nam định chia sẻ thực sự cụ bà an xin có hoàn cảnh khó khăn cụ có một con gái nhưng cô này mất tích đã lâu vì thương nhớ con gái cụ phát bệnh tâm thần nhẹ rồi đi ăn xin nhặt phế liệu người làng hành thiện rất thương cụ chủ động cho tiền chứ không bị lừa gạt cụ xin được bao nhiêu đều đem cất vào bao không tiêu một đồng nào cụ cũng không mua cơm mà thích đi xin ở các hàng quán Tôi rất mong mọi người thương và trả lại cuộc sống bình yên cho cụ. Đọc những bình luận tiêu cực tôi thấy đau lòng vô cùng. Trên trang hành thiện Vilay, người quản lý trang kêu gọi người làng cùng lên tiếng để cộng đồng mạng biết sự thật về cụ bà An Xin. Lời kêu gọi này được người làng hành thiện hưởng ứng đưa thông tin đến chính vụ việc. Tài khoản Lá Thị La cho biết cụ bà không tỉnh táo, tính tình thật thà, cụ không sử dụng tiền toàn đi xin cơm của người ta. Tiền mọi người cho cụ đều cất hết, không đụng đến một đồng nào. Số tiền mọi người nhìn thấy trong ảnh có lẽ phải tích góp trong hơn 40 năm. Ngôi nhà mọi người ngồi đếm tiền trong các hình ảnh trên mạng là của họ hàng xa chứ không phải nhà cụ. Cụ sống chung gia đình anh em trai trong ngôi nhà cổ lụp sụp nhỏ xíu. Chị Nguyễn Thị Nhung, 30 tuổi, xã Xuân Hồng cho biết, tôi bán hàng ở chợ Hành Thiện. Ngày mưa hay nắng, tôi đều thấy cụ đi loanh quanh trong chợ xin tiền. Cụ có nhà riêng, nhưng cũ kỹ, không phải nhà to như trong các ảnh đang lan truyền. Với lại, cô làm gì có 9 bao tiền lẻ, chỉ khoảng 3 đến 4 bao. Cụ hiền lành, thỉnh thoảng xin mà ai không cho thì lầm bầm vài câu. cụ chửi nhưng không có ác ý, chỉ là thần kinh của cụ không bình thường. Từ đêm 13 tháng 5, chị Thu Thủy, 28 tuổi, quê Nam Tịnh cũng chủ động đến chính giúp cụ bà ăn xin. Chị Thủy đang sinh sống ở nước ngoài nhưng còn bố mẹ sống tại làng hành thiện. Xưa nay, nhà bố mẹ chị Thủy gần sát nhà cụ bà An xin cho nên chị rất rõ gia đình của cụ. Chị Thủy kể, Cụ bà được người trong làng gọi là cụ ghẻ, sống ở cuối xóm 9 cũ, nay là xóm 5 xã Xuân Hồng. Cụ bà lớn tuổi, tâm thần không bình thường, không biết chữ và không biết đếm. Mấy chục năm qua, cụ chỉ đi xin tiền trong làng, chưa bao giờ ra ngoài. Ngoài tiền trong các bao tải được tìm thấy, ở nhà cụ ghẻ có rất nhiều cơm nguội phơi khô, đồng nát phế liệu. Mọi người biết tin cụ bà bị bàn tán xôn xao trên mạng xã hội thì càng thương hơn họ không thấy phiền lòng hoặc có cảm giác bị cụ lừa, thậm chí người làng còn cho cụ nhiều hơn. Chị Thủy chia sẻ thêm, lãnh đạo xã Xuân Hồng cho biết cụ bà An Xin mà mạng xã hội xôn xa có tên thật là Nguyễn Thị Nhâm, cụ hơn 80 tuổi, được mọi người gọi bằng biệt danh cụ ghẻ. Cụ Nhâm sống ở xóm năm xã Xuân Hồng, có một người con gái nhưng mất tích đã lâu, hiện tại cụ ở chung nhà với gia đình em trai. Tinh thần của cụ bà không minh mẫn, dù sống chung nhà nhưng cụ bà ở một gian riêng tách biệt với gia đình em trai. Trước đây em trai thấy cụ đi xin tiền thì ra lời ngăn cản, nhưng cụ không nghe, dẫn đến cãi nhau, giận dỗi. Từ đó em trai không nói, không can thiệp những việc cụ nhâm làm. Tuy nhiên người này có tâm sự, sẽ lo lắng khi cụ nhâm đau ốm và qua đời. Theo lãnh đạo địa phương, cụ nhâm đang hưởng trợ cấp khuyết tật tâm thần. Mỗi ngày cụ đi xin tiền, được đồng nào đều nhét vào các bao tải. Anh em họ hàng không hay biết cụ cất tiền ở đâu. Thông tin có chín bao tải tiền là chưa chính xác, đồn thổi và cụ chủ yếu nhặt ve chai phế liệu chất đầy nhà. Từ trước đến nay, cụ không cho ai động vào đồ đạc, chưa dọn dẹp chỗ ở bao giờ. Lần này, em dâu của cụ bệnh nặng, người nhà bảo phải dọn dẹp nhà cửa để phòng chuyện không may thì cụ mới cho. Nghe đâu, số vẹt chai phế liệu cụ đem bán được khoảng vài triệu đồng, còn số tiền tôi không rõ, gia đình không tiết lộ. Lãnh đạo địa phương cho biết, dù tinh thần không ổn định nhưng cụ nhâm bảo quản tiền chế độ hàng tháng rất kỹ, Mấy lần cán bộ ủy ban nhân dân xã Xuân Hồng chứng kiến cụ nhận tiền gói ghém cẩn thận vào túi ni lông, Hôm phát hiện các bao tài tiền lẻ, mọi người thấy số tiền hàng tháng cụ nhâm lĩnh còn đủ. Biết hoàn cảnh cụ neo đơn, dịp lễ Tết, chính quyền địa phương đều đến thăm hỏi. Những ngày qua, thông tin cụ nhâm bị cộng đồng mạng thêu dệt khiến người dân và chính quyền xã Xuân Hồng xót xa bởi làng hành thiện vốn sống đúng với tên gọi, nơi chỉ làm những điều lành điều thiện, người làng luôn tương trợ lẫn nhau. Sau đó, chuyện cụ nhâm được nhiều tấm lòng nhân ái quan tâm không có gì xa lạ. Tôi mong mọi người có cái nhìn đa chiều ngừng bình luận những lời không hay về cụ Nhâm và người thân, đại diện Ủy ban nhân dân xã Xuân Hồng cho biết. Chiều ngày 14 tháng 5, nguồn tin từ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Tĩnh cho hay, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 5 cầu thủ bóng đá câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh về tội tổ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Danh tính các đối tượng bị khởi tố gồm Đinh Thanh Trung, sinh năm 1988, Nguyễn Ngọc Thắng, sinh năm 2002, cùng chú ở tỉnh Hà Tĩnh, Dương Quang Tuấn sinh năm 1996, trú ở thành phố Hà Nội, Nguyễn Trung Học sinh năm 1998, trú ở tỉnh Tuyên Quang, Nguyễn Phan Trường sinh năm 2003, trú tại tỉnh Thanh Hóa. Theo kết quả điều tra vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 4 tháng 5, Công an thành phố Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra phòng 501 khách sạn Bình Minh thuộc tổ dân phố số 8 phường Trần Phú thành phố Hà Tĩnh, phát hiện 5 cầu thủ bóng đá thuộc câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gồm Đinh Thanh Trung, Dương Quang Tuấn, Nguyễn Trung Học, Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Văn Trường cùng 5 cô gái đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an đã thu giữ một số chất bột màu trắng, chất lỏng màu vàng, một túi ni trong suốt bên trong đựng chất tinh thể rắn màu trắng, một túi ni lông trong suốt bên trong đựng một viên nén màu xám và các mảnh vụn màu xám và một số dụng cụ đồ vật liên quan. Đinh Thanh Trung, Dương Quang Tuấn, Nguyễn Trung Học, Nguyễn Ngọc Thắng và Nguyễn Văn Trường đều khai nhận cùng thống nhất góp tiền mua ma túy, chuẩn bị các dụng cụ đồ vật để phục vụ cho việc sử dụng ma túy. Kết luận giám định của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Hà Tĩnh, chất bột màu trắng các đối tượng trên sử dụng là ma túy, loại ketamin và loại MDMA. Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cho mẫu chất lòng màu vàng gửi đến giám định có các chất ma túy, methamphetamine, MDMA, ketamin và nimetazepam. Cuba bị lừa gần 18 tỷ đồng sau khi nghe cuộc điện thoại. Mặc dù cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác sập bẫy. Ngày 15 tháng 5, công an thành phố Hà Nội cho biết công an quận Tây Hồ đang điều tra vụ việc một cụ bà ở quận này đã bị mất gần 18 tỷ đồng khi sập bẫy thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại. Theo công an thành phố Hà Nội, ngày 5 tháng 5, công an quận Tây Hồ tiếp nhận thụ lý đơn tố giác của bà T, sinh năm 1947, trú tại Tây Hồ về việc bị chiếm đoạt tài sản. Theo trình báo, bà T có nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an quận Hoàn Kiếm, nói bà đang nợ ngân hàng 63 tỷ đồng. Sau đó, đối tượng yêu cầu bà chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng để xác minh. Do lo sợ, bà T đã chuyển khoản 6 lần với tổng số tiền gần 18 tỷ đồng cho đối tượng. Sau đó bà T biết mình bị lừa nên đã đến cơ quan công an trình báo. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu để làm việc với người dân cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương tuyệt đối không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất Nghệ An bắt giữ 3 đối tượng mua bán người. Ngày 14 tháng 5, Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, giải cứu ba nạn nhân là trẻ em trước khi bị các đối tượng bán sang nước ngoài. Trước đó, lợi dụng sự thiếu hiểu biết và nhẹ dạ cả tin, đối tượng Seo Thị Thành, sinh năm 1994, trú tại bản Trảm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, cùng với Lương Thị Biên, sinh năm 1986, và Seo Văn Hiên, sinh năm 1976, đều trú tại bản Huệ Thợ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, đã lừa bán ba cháu gái là lthc sinh năm 2012, CTT sinh năm 2012 và LTN sinh năm 2007 đều trú tại bản Trầm Puông, xã Lượng Minh ra nước ngoài. Thủ đoàn của các đối tượng là cấu kết với đối tượng ngoài địa bàn để lôi kéo dụ số sang nước ngoài làm việc và vẽ ra viễn cảnh giàu sang nơi xứ người, nhưng thực chất là lừa bán sang nước ngoài. Sau khi thu thập tài liệu chứng cứ, cuối tháng 4 năm nay, Công an huyện Tương Dương phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng giải cứu ba cháu gái. Qua lời khai của các nạn nhân, ngày 8 tháng 5, công an huyện Tương Dương đã tiến hành bắt giữ đối tượng Seo Thị Thành. Đấu tranh mở rộng, lực lượng công an bắt giữ thành công hai đối tượng Lương Thị Biên và Seo Văn Hiên khi cả hai đang lẩn trốn tại khu vực thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã móc nối với một số đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài bán các cháu gái để hưởng lợi số tiền 165 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tương Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba đối tượng. Liên quan đến vụ bé T 8 tuổi ở thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La bị hành hung giữa đường, cơ quan chức năng xác định người đánh chó bé là bà LTL, giáo viên trường mầm non. Tại cơ quan công an, bà L khai nhận có mâu thuẫn với bà NTKL, bà của cháu T. Khi thấy cháu bé đi qua nhà mình, bà cảm thấy bức xúc, nên giữ cháu lại và đánh đập. Sau khi vụ việc xảy ra, T được gia đình đưa đi khám điều trị, hiện sức khỏe tâm lý của cháu đã ổn định. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin trong nước và quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình trên kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.